tân lang vừa mới thành thân. Chính vào lúc anh đang vui mừng mở cửa phòng, nhưng tìm thấy một nam nhân lạ đang nằm trên giường của tân nương. Tân lang nhận ra bản thân đã mọc sừng, ai có thể nhịn nổi cục tức này. Tân lang liền giơ nắm đấm hướng về người đàn ông, không ngờ người đàn ông không hề sợ, ngược lại còn đánh cho tân lang choáng váng. Sau đó chỉ với 2,3 chiêu, tân lang hét lên cứu mạng. Khách quan nghe thấy tiếng cũng chạy tới, lập tức vây quanh người đàn ông. Không ngờ người đàn ông võ công cao cường, bốn người tấn công cũng không nhằm nhò. Người đàn ông dứt khoát không giả bộ nữa, ta là đại bàng điểu, giờ thì lật bài ngửa đi. Đám đông lúc này run bần bật vì sợ hãi. Đại bàng điểu đắc ý rời khỏi đây. Không sai, anh ta chính là Kim Si Điểu bên cạnh Phật Tổ. Từ khi anh ta sinh ra đã bắt đầu tu luyện, tới nay đã được 1000 năm, nhưng từ trước tới giờ anh ta chưa từng xuống nhân gian dạo chơi. Hôm đó khi Phật Tổ giảng kinh, La Hán không cẩn thận ngủ quên, bị Phật Tổ phạt đi tuần tra dưới nhân gian. Kim Si Điểu thấy vậy liền cầu xin La Hán hãy đưa mình cùng đi xem. La Hán không còn cách nào, chỉ đành đưa anh ta theo cùng hành động. Vừa hay thấy người phàm đang tổ chức hôn lễ, Kim Si Điểu bỗng động lòng phàm, nên lúc hai sư huynh không chú ý, lén tới nhân gian, trực tiếp đi vào phòng quan sát tân nương. Hành vi vô lý như vậy, vậy mà tân nương cũng có thể chấp nhận. Không ngờ lại bị tân lang phát hiện. Kim Si Điểu giải quyết tân lang, cũng tìm thấy một đám tiểu yêu. Anh ta đã giải quyết lão đại Cóc Tinh, bản thân lại ngồi lên vị trí lão đại. Kim Si Điểu tới chỗ hang động, ở đây vô cùng lộn xộn, tùy ý vung tay làm phép, hang động ngay lập tức trở nên gọn gàng và hào nhoáng. Từ chỗ của đám tiểu yêu, đại Si Điểu biết được nơi này được gọi là quận Tây Bình, bách tính ở đây cuộc sống giàu có, ngày qua tháng lại cũng an cư lạc nghiệp. Kim Si Điểu vừa nghe xong liền có hứng thú, dùng phép thuật dịch chuyển lên phố, cố tình chiêu chọc tướng quân đóng giữ. Quan binh ngay lập tức bao vây Kim Si Điểu, nhưng bọn họ dù sao vẫn là người thường, ở trước mặt Kim Si Điểu vốn như con kiến vậy, bị đánh cho bầm dập. Kim Si Điểu liền nói, bảo quân vương chưa mai mang tới cho anh ta thiếu nữ, nếu không anh sẽ quay lại quậy phá. Tướng quân đem sự tình báo cáo với quân vương, kết quả dẫn tới nỗi hoảng sợ của cả quận. Mặc dù quân vương không chịu thỏa hiệp với yêu quái, nhưng Kim Si Điểu quá lợi hại, ông chỉ có thể tập hợp các đại thần lại để cùng thương lượng. Nhưng các đại thần đều không muốn đi, vì thế có người đã đề xuất bốc thăm, ai bốc chúng sẽ phải đem con gái dâng cho anh ta. Không ngờ mọi người rút thăm, cuối cùng vị đại thần vừa đề xuất lại rút chúng. Mặc dù khóc lóc không lỡ, nhưng cũng chỉ đành tuân theo. Tướng quân đưa theo kiệu hoa tới chỗ hang động, giữa đường xuất hiện một vị đạo sĩ chặn đường. Đạo sĩ hỏi vài câu cũng đã biết được nguyên nhân, lập tức chặn hành động của tướng quân, sao có thể thương lượng với yêu quái chứ. Ông chủ động mời đại sư hãy thu phục Kim Si Điểu. Vị đạo sĩ lập tức mở đàn làm phép, cầm lấy kiếm lắc chiếc chuông, trong miệng lẩm nhẩm từng câu, chuẩn bị thu phục đám yêu quái ở đây. Không ngờ yêu quái nhận ra được pháp lực của đạo sĩ, chủ động hiện thân. Đạo sĩ cầm kiếm tấn công, lại bị Kim Si Điểu vứt sang một bên. Sau đó anh ta dùng pháp thuật khống chế kiếm của đạo sĩ, thanh kiếm không ngừng truy sát đạo sĩ. Đạo sĩ bị dọa sợ co giò bỏ chạy. Tại sao yêu quái lại mạnh tới vậy? Chính vì anh ta chính là Kim Si Điểu bên cạnh Phật Tổ. Hắn đã chiếm ngọn núi ở đây, làm mưa làm gió nơi này. Quan binh lại một lần nữa bao vây tấn công. Kim Si Điểu căn bản là chẳng coi họ ra gì, chỉ buông ra những lời cay độc. Nếu như ngày mai quân vương không đưa công chúa Thanh Bình tới, vậy thì anh ta sẽ chút giận lên bách tính. Kim Si Điểu trở về hang động, lại nghĩ tới cuộc sống có mỹ nhân vào ngày mai, thuộc hạ lại nảy ra một ý tưởng. Quân vương nhất định sẽ không đưa tay chịu trói, chi bằng tối nay tới vương phủ bắt công chúa về đây. Kim Si Điểu cũng đồng ý, chỉ trong nháy mắt dịch chuyển tới vương phủ. Kim Si Điểu lấy ra hai pháp bảo của mình, cùng với tất cả các tướng quân chiến đấu. Chính vào lúc Kim Si Điểu muốn ra đòn phủ đầu, lại bị người ta chặn lại. Người này chính là tổng tư lệnh của quận Bình Tây Lưu Trung. Võ công của anh ta được một tiên nhân dạy, bởi vì chắc chỉ đối kháng với Kim Si Điểu được 1,2 chiêu. Nhưng nếu muốn bánh đại anh ta, đó là chuyện không thể. Lưu Trung hợp lực với thuộc hạ đối kháng Kim Si Điểu, nhưng vẫn thua thảm hại, toàn bộ quan binh trong phủ thương vong vô số. Kim Si Điểu cùng với bọn họ bám giết, trực tiếp xông thẳng vào trong phòng, đưa công chúa rời đi. Đi tới nơi hoang vu, thấy công chúa dung mạo xinh đẹp, miệng không khỏi lộ ra một nụ cười dâm dê. Thấy bờ môi của anh ta sắp dán vào môi công chúa, Lưu Trung lại đuổi tới. Tiếc là sức mạnh hai bên quá chênh lệch, anh bị Kim Si Điểu đánh vào lưng, rơi xuống từ vách đá. Kim Si Điểu đắc ý đưa công chúa rời đi. Cho tới khi trở về trong hang động, đang muốn tòm tem với công chúa, công chúa đương nhiên là không phục, thà chết chứ không đồng ý. Kim Si Điểu càng tức giận, muốn bóp chết công chúa, nhưng anh ta đột nhiên thay đổi ý định. Trước kia làm tiên không được chọn, nhưng bây giờ là một yêu tinh, đương nhiên trong lòng có dục vọng. Nếu như công chúa không đồng ý, vậy thì nhốt cô lại, cho tới khi cô đồng ý thì thả ra. Chính vào lúc Kim Si Điểu đắc ý, Lưu Trung bị thương nặng lại được thổ địa cứu sống. Lưu Trung cầu xin thổ địa hãy ra tay giúp dân trừ hại. Thổ công nói như vậy là quá khó với ông, Kim Si Điểu ở bên cạnh Phật Tổ tu luyện đã 1000 năm, vô cùng cao siêu, ông chỉ là một thổ địa nhỏ bé căn bản là không có lá gan đó. Nếu như muốn thu phục Kim Si Điểu, nhất định phải mời tới được 18 vị La Hán. Thổ địa đưa cho Lưu Trung một nén hương, thì cần tới dập đầu khấu lạy về hướng Ma Thiên Linh. La Hán tự nhiên sẽ hiện thân giúp đỡ. Lưu Trung không để ý cơ thể đang trọng thương, cứ ôm trong mình niềm tin bước đi, cho tới khi tay và chân đã xước sát đầy máu, mới tới được điểm đích.
hai vị La Hán quả nhiên hiện thân. Lưu Trung đã đem chuyện Kim Si Điểu làm loạn kể ra. La Hán lập tức quay về thông báo. Đại sư huynh Hàng Long khi biết chuyện, liền phái 4 vị La Hán xuất trận để hàng phục Kim Si Điểu. Lúc này yêu quái đang ép công chúa thành thân, không ngờ 4 vị La Hán lại hiện thân, yêu quái lại không hề sợ, còn mời các vị La Hán tham gia hôn lễ, chính là bởi vì anh ta chính là thú cưng của Phật Tổ. Gọi các vị La Hán là sư huynh, La Hán muốn đưa Kim Si Điểu rời đi, nhưng Kim Si Điểu vừa mới ném thử mùi vị tuyệt vời của nhân gian, muốn anh ta dễ dàng rời đi. Không chỉ như vậy, Kim Si Điểu liền thi triển pháp thuật biến ra 4 đại mỹ nhân, muốn mê hoặc 4 vị La Hán, nhưng bọn họ sao có thể bị mấy cái thủ thuật nhỏ bé này che mắt được. Nhẹ nhàng dùng phép thuật phá bỏ, bọn họ thấy Kim Si Điểu không chịu rời đi, dứt khoát cưỡng chế. Pháp lực của Kim Si Điểu vô cùng thâm hậu, đối đi đa phua với 4 vị La Hán cũng không hề yếu thế. La Hán hợp lực đánh ra một trường, Kim Si Điểu bị đánh cho lùi về sau, nhưng anh ta vẫn không hề sợ, ngược lại lấy ra một chuỗi hạt Phật, sau đó ném lên không trung. Hóa ra đây là vật không tách rời với Phật Tổ. Chuỗi hạt Phật không ngừng quay tròn, liền phát ra một câu thần chú. La Hán bị đánh cho không kịp trở tay, chỉ đành tạm thời rút lui. Hàng Long biết chuyện, dẫn theo mọi người cùng đi thu phục. Kim Si Điểu một lần nữa lấy ra pháp bảo, nhưng cho dù là pháp lực cao cường, đối diện với 8 vị La Hán vây quanh, cũng khó mà đánh trả được. Đồng thời lúc này, Lưu Trung cũng đưa theo người đánh vào hang động, chảm toàn bộ đám tiểu yêu, cuối cùng cũng thuận lợi cứu được công chúa. Kim Si Điểu thấy tình hình không ổn, hóa thành một tiên sét trở về thiên đình. Nào ngờ mấy vị La Hán đã đợi ở đó từ trước. Kim Si Điểu bị 10 vị La Hán bao vây, đại sư huynh Hàng Long khuyên anh ta quay đầu là bờ, nhưng anh ta từ lâu đã bị dục vọng làm cho mù quáng. Anh ta lấy ra những chuỗi hạt Phật của mình và ném lên không trung. 18 vị La Hán thấy vậy thì kinh ngạc, sau đó họ nhắm mắt và niệm kinh. Kim Si Điểu thấy bọn họ không dám động thủ, đắc ý cười lớn, nhưng không ngờ là Hàng Long mở hai mắt, duỗi tay trái ra, chuỗi hạt Phật rơi vào trong tay ông. Thấy tình hình không ổn, Kim Si Điểu liền hóa thân giáp vàng, tiếp tục chiến đấu với những vị La Hán. Đối diện với những đòn tấn công, chủ đành dịch chuyển thoát thân. Không ngờ anh ta vừa quay đầu, Phật Tổ vậy mà đã xuất hiện sau lưng anh ta. Kim Si Điểu lúc này không còn kiêu ngạo như ban nãy, lập tức quỳ xuống nhận sai. Anh ta cũng bị Phật Tổ biến trở lại hình dáng ban đầu, từ đó không còn tác oai tác quái nữa.